Hello tất cả mọi người, thì hôm nay trong lúc mà trời đang khá là im ắng và cũng như là mẹ mình đang ở trong phòng thì hôm nay mình sẽ cùng mọi người inbox một số đồ mình mới nhận hôm nay nhé. Dịp mà mình nhận được một số món đồ từ shop yêu thích của mình là bên đây, mọi người sẽ thấy cái tên nó ngay đây. Nó là 1989 CDS Solder nên mà mình sẽ inbox một số cái đĩa cùng các bạn nhé. Có một số đĩa hôm nay mình nhận được mình chưa inbox bởi vì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái content mà nhiều bạn sẽ coi, mặc dù thường là mình đã có đĩa hết rồi nhưng mà tự nhiên hôm nay mình quay nên là mình không biết là mình quay các bạn, mình không có định quay cái video này mình không biết là đồ mà mình sẽ tới, nhưng mà dù gì thì nói mình cũng đã nhận được hàng rồi, hôm nay mình sẽ cùng nhận mẫu với các bạn một số cái đồ này nhé. Cái món mà ấn tượng nhất của mình đó chính là Revelation. Không biết đọc tiếng Tây Ban Nha, mình không biết đây có phải tiếng Tây Ban Nha hay không, nhưng mà đây các bạn sẽ thấy đây chính là đĩa của chị Selena Gomez. Đây là bản đặc biệt, bản này là bản journal code ghi tên, thì không phải, đây không phải là chữ tay của Selena hay là cái gì, chữ ký tay hay là cái gì, nhưng mà đây là một dạng kiểu như là journal, các bạn có thể viết ở trong đây rất là nhiều cái trang trống trong đây. Đây ví dụ như những cái trang trống các bạn sẽ viết vô bên trong đó. Mình mua ở cái chỗ quen của mình, thế là mình được tặng hai photocard này. Cái logo này là edit cho mọi người. Ok, tại sao mình lại thích, mình có thích Revelation, mình sẽ nói là Revelation. Ok, mình sẽ nói là album của Selena Gomez nha. Mình có thích cái EP này hay không? Rồi mọi người mình ấm lại lại. Mình có thích cái EP này hay không thì mình nói là có, mình rất là thích cái EP này, để có thể gọi là EP hay hơn Rare. Mình rất là, mình cũng có Rare ngay đây để có thể show cho các bạn, mình có Rare bản standard không có chữ ký. Mình thích Revelation hơn Rare bởi vì mình thấy là cái chất liệu nhạc nó dễ nghe hơn, cái aesthetic của nó và cái theme của nó cũng rất là đẹp nữa. Nhưng mà có một cái điều mình không thích đó chính là cái đĩa này. Đây các bạn có thể thấy là ở cuối cái trang này nó có một cái trang trống, nó có một cái núm cái này, thì các bạn sẽ đặt cái đĩa của các bạn lên trong đây. Thế nhưng nếu như các bạn là người sưu tập CD như mình thì các bạn sẽ biết rõ hơn hết là đĩa không nên được nằm giữa giấy. Những cái đồ nó dễ trầy, những cái đồ mà nó nhám là nó thường dễ trầy lắm các bạn. Với lại là nó cũng không có chắc nữa, nên mà mình đã có một cái sleeve riêng, mình đã có một cái miếng giấy riêng để mình bao cái đĩa lại và mình cũng sẽ để kẹp trong đây. Nhưng mà đầu tiên hết thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó chính là về Good News của Megan Thee Stallion. Các bạn có thể thấy là cái đĩa bình thường nó sẽ không nhìn như thế này, nó sẽ không có cái miếng giấy rác như thế này, và bản thân là cái đĩa bình thường nó cũng sẽ không có cái booklet như thế này nữa. Đây, bạn thấy không? Cái này giá của nó là $9.99 về Việt Nam là cũng gần 330-340. Và mình đã chờ rất lâu, mình chờ từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 5 năm nay, là các bạn biết là cũng gần nửa năm rồi, đã cũng 6 tháng phải. Và mình đã nhận được một cái đĩa như thế này. Cái này không phải là cái đĩa bình thường, cái đĩa mà đúng của nó, nó sẽ là một cái đĩa như thế này, và mình nó sẽ nằm trong cái miếng giấy hồi nãy mình mới tháo cho các bạn ra. Thì cái đó người ta thường sẽ gọi là promo CD. Thì nếu như các bạn chưa biết thì khi mà ông nghệ sĩ ra một cái đĩa nhạc nào mới thì họ sẽ có một cái bản mẫu để gửi cho các cái nhà đài, gửi cho các radio để người ta mở cái nhạc đó trên radio, trên sóng truyền hình cho các bạn nghe đó. Thì này sẽ thường là cái đĩa mà người ta gửi đi, và mình không biết là cái đĩa nó có cái sự khác biệt gì hay không. Thế nhưng mà cái đĩa nó khác với cái đĩa bình thường, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy bên đây sẽ là cái hình mà đĩa bình thường nó sẽ nhìn như thế này, cái đĩa nó sẽ không giống như thế này, cái đĩa nó không có bóng lưỡng như thế này. Ôi cái đĩa nó bóng quá, nó bám vân tay. Ôi xin lỗi mọi người rất nhiều, mình không thấy được những cái vân tay này. Đây là cái đĩa nó nhìn như thế này, và mình không biết là cái
cái chất lượng của cái đĩa nó khác nhau thật, có thực sự khác nhau hay không thế, nhưng mà cái bản này nghe hay hơn. Mình không biết là nó có phải là do gửi cho promo hay không. Bản này vẫn là bản explicit, có nghĩa là bạn có chữ thề. Ok, thì cái câu chuyện nó như thế này, mình khá là thất vọng thôi, nhưng mà mình sẽ mua cái bản có chữ ký, mình sẽ tìm một cái bản có chữ ký để mình mua, xong mình trưng bày lên trên đây các bạn. Cái này sẽ chỉ để nghe thôi, còn cái bản trưng bày sẽ là cái bản có chữ ký. Nó là quá câu chuyện vui vui của mình thôi, mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nếu như có nhận được cái đĩa như thế này thì cũng đừng quá buồn, bởi vì nó mình không thấy trên Twitter có người có, mình không thấy ở đâu có đâu, chỉ mình như là người duy nhất không phải ở promo mà có được cái đĩa này, mình rất là khá là vừa vui vừa buồn. Mình đã nhớ là mình có order 2 cái ốp lưng. Một cái ốp lưng là mình nên đeo cho điện thoại của mình là cái phúc lô, các bạn không thể nào thấy được bởi vì mình không thể nào tháo cái điện thoại mình ra được. Ok, còn gọi là Evermore. Thì dành cho các bạn nào đang muốn mua merch của Taylor, thì mình thấy merch của Taylor được Evermore đẹp hơn đợt của Lover rất là nhiều. Mình thấy đợt Evermore, đợt Phúc Lô này nó rất là đẹp, đặc biệt là những cái ốp lưng như thế này. Mình có một cái ốp lưng của Lover và nó đã bị bong cái mặt mà nó lấp lánh đó các bạn, thì nó bị bong cái mặt đó ra và mình đã không dùng cái ốp lưng nó nữa. Thế nhưng mà mình đã chờ tới ngày mình nhận được cái đơn này để mình có được 2 cái ốp lưng mới, và mình rất là thích cái chất lượng của 2 cái ốp lưng mới rồi đó mấy bạn, nó rất là đã. Nếu với những người dùng ốp lưng như mình, rất thích cái việc có ốp lưng mà nó xịn, ốp lưng nó rất là chắc, cái ốp lưng nó rất là dày, nó rất là phê. Và đợt này là đợt mình mua trên store là 25 đô, nhưng mà về Việt Nam chỉ có 280 thôi, rất là rẻ đúng không, bây giờ rẻ so với 25 đô, 25 đô là 500+ tiền Việt Nam á, nhưng mà chỉ có 280 thôi, nên mà mình đã mua 2 cái, mà đã mua một cái Evermore và một cái Phúc Lô. Đó là những dành cho những bạn thích ốp lưng, và mình sẽ tiếp tục với việc unboxing. Smile. Trước tiên hết thì đây là một cái bản không phải là bản standard, các bạn có thể thấy đây không phải là bản standard. Bản này là bản bìa đặc biệt trong 5 cái bìa mà Katy Perry đăng lên sau này. Nhưng mà cái bìa này là cái bìa của một người mình quen trên Twitter, bạn ấy tên là Sam Kild. Bạn ấy làm bìa album rất là xịn, mỗi cái bìa mà kiểu alternate cover, bìa phụ rất là xịn, và mình rất là thích cái gọi là sao ta, cái cách edit của bạn đó. Ok mọi người, ok. Wow, đó là lần đầu tiên mình thấy cái đĩa này trực tiếp mọi người. Ôi cái đĩa xinh thế. Ôi chị, ôi nháy không thơm chứ nháy hôi các bạn. Ok, nhưng mà đĩa rất là xinh, đĩa có cái hình này rất là xinh. Phải nói sao ta, phải nói thật sự là mình khá là bất ngờ với cái việc mà cái bạn Fame Kill này, bạn được chị Katy Perry mua lại cái bìa album, đâu phải mua lại nhưng mà là được nhượng bản quyền hay sao đó. Nói chung là cái bìa này là cái bìa edit cover thôi, thế nhưng mà sau này thì lại được cho làm bìa album, một trong những cái bìa album. Và Apple Music mình cũng để cái bìa này làm bìa chính. Ôi mọi người ơi, mình không có móng tay, mình không thể nào tháo được cái booklet này ra để cho mọi người coi cả. Ôi mọi người ơi, mình xin lỗi mọi người, mình mới bị mẹ mình mới dậy xong nên mà mình sẽ bắt đầu quay lại với việc mở tiếp. Mẹ mình mới bước ra cửa phòng, nó hơi ồn chút xíu, nhưng mà mình đã vừa xem qua cái booklet của Smile. Mình sẽ nhận, nếu như mình nói đây là một album dở thì nó không tới mức dở, nhưng mà nó không có hay. Mình thấy đó là một cái record khá là bình thường, nó khá là bland, nó khá là ok, ý là nó nghe được, đối với mình bản thân mình nó nghe được, mình sẽ nghe tới mức ok, nhưng mà mình sẽ không nhận thấy nó hay. Chất lượng giấy thì cũng không xịn lắm đâu các bạn, giấy nó cũng khá là ok thôi, giấy nó vẫn hơi bóng các bạn thấy không, chỉ là nó hơi bóng bóng chút xíu, nhưng mà nó vẫn rất là mỏng, nó các bạn thấy là ánh sáng có thể luồn qua được á. Mình là một người rất là gắt về những cái giấy giấy tờ các thứ, nói chung là mình khá là
chú ý vào những cái việc đó. Và mình thấy là giấy không đẹp thì mình sẽ nói giấy không đẹp, giấy đẹp thì mình sẽ nói giấy đẹp, giấy ok thì mình sẽ nói ok. Mình mới xem cái video nãy mình mới quay mọi người và cái mặt mình nó quá là kinh khủng, xin lỗi mọi người rất nhiều. Mình bên đây mình thức rất là khuya, mình thức tới 5 giờ sáng, 4 giờ sáng là chuyện bình thường. Bởi vì mình không ngủ được các bạn, chứ phải là do mình cố tình thức. Cố tình thức cũng có nhưng mà mình không ngủ được nữa. Tiếp theo mình sẽ mở cái album của Lana Del Rey, Chemtrails Over the Country Club. Chemtrails Over the Country Club đối với mình là album of the year năm nay. Ok, mình sẽ nói ngay đây luôn là album of the year. Mình lấy cái kiểu này mà mình chưa được xài mọi người. Album of the year tại sao mình thấy được rằng mình đối với mặt bản thân mình thôi, mình không có ép quan điểm lên mấy bạn ở trên á, mình thấy được rằng đây là một cái album có cái đầu tư đến từ Lana. Mình thấy được rằng là đây là một album rất là hay, mình rất là thích, vô cùng thích album này. Đặc biệt là mình thích White Dress, cái bài single mới nhất á. Mình vô cùng thích White Dress, mình hát bài đó cả ngày cũng được. Ý là, đúng không? Đâu phải single mới nhất, single mới nhất là Blue Banisters. Xin lỗi mọi người mình nhầm. Lúc đầu, ý là cái lúc mà cái lúc đầu tiên mà mình nhìn album này thì mình cũng không thích lắm. Ý là nhìn nó hơi nửa mùa, nó hơi kiểu nó không đó. Vì album thì nó không giống vì album mà nó giống như kiểu cái hình chụp chơi á. Nhưng mà mình có thể hiểu tại sao Lana lại chọn cái hình chụp chơi làm vì album, bởi vì mình cũng là một người edit. Đấy là mình cũng là một người editor, không nhận xét là một người edit giỏi thế, nhưng mà ôi mấy bạn ơi, cái đĩa nó nhẹ lắm mấy bạn ơi. Ôi cái đĩa nó nhẹ lắm. Như kiểu là một cái vỏ nhựa thôi á. Nhưng mà mình vẫn thích, rất là thích album này. Mình vô cùng thích album này, nó là album cái gì của mình. Có thể là Blue Banisters ra thì mình sẽ thích Blue Banisters hơn. Hoặc là trong nay, năm nay có thể có những cái album nào hay hơn, mình không biết. Rất là nhiều album sẽ ra trong năm nay, có bao gồm Lord, hình như là FK Twigs cũng ra album mới. Rồi Owen, mình quên hết rồi mọi người, mình không nhớ có gì lắm, xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng mà hình như năm nay sẽ có rất là nhiều người ra album, nhưng mà so far thì mình thích album này nhất. Okay. Giấy thơm lắm mọi người, giấy thơm lắm. Xin lỗi mọi người, giấy hơi bị thơm luôn. Thôi, thơm như kiểu mùi đốt á, mùi một cái gì đó đốt. Mình rất là thích. Nhưng mà cái booklet nó đơn giản, nó như kiểu cái Good News hồi nãy mình show cho các bạn coi á, nhưng mà cái này đẹp hơn, mình sẽ nâng niu hơn chút xíu. Chemtrails đây. Hình như là vẫn là cái chất liệu giấy, nhưng mà nó không có dày bằng. Chất liệu giấy của Lana là một trong những chất liệu giấy tốt nhất mà mấy bạn sẽ tìm được trong booklet của CD, mình khá là chắc điều này. Nhưng mà cái này nó không có giữ với cái phong độ đó mọi người, nó thơm nhưng mà nó hơi mỏng. Và booklet nó design cũng hơi chán, hình như mình có cảm giác như cái album này nó bị rush á, bởi vì có corona. Thế nên là mình đã có chữ đó, mình sẽ bị monetize, nhưng mà mình cũng chưa có được monetize. Cái đĩa nó cũng thơm nè. Ôi, chất lượng thì mình chưa biết bởi vì mình chưa nghe. Mình mới inbox ngay cho các bạn cùng coi luôn mà, nhưng mà mình chưa nghe, nhưng mà so far rất thơm. Chromatica. Mình rất là tiếc khi phải mở cái đĩa này mọi người, bởi vì nó đẹp quá. Mình có nên mở nó không? Mình nghĩ là có, bởi vì nó có Love Me Right và ba cái bài mình chưa bao giờ nghe, mình chưa có. Mình sẽ vẫn mở cái đĩa này bởi vì mình thấy rất là nhiều cái lời khen rồi, bây giờ mà không mở nhưng mà sao cái kéo này nó lục quá vậy. Ôi mình muốn giữ cái sticker này nhưng mà mình không muốn dán cái sticker này lên cái bìa này. Nào quá. Mở ra được không? Được đi. Mở đi. Mình sẽ lấy kéo mình cắt một đường. Mình sẽ không, mình mong nó không ảnh hưởng đâu. Mình vô cùng hận thù Digipack luôn mà. Mình là một người từng thích Digipack hơn đĩa Jewel Case. Mình rất thích Digipack mọi người, hồi xưa mình rất thích Digipack. Cái thời mà mình còn có vài cái Digipack trong cái collection của mình đó, là mình vô cùng thích Digipack. Bởi vì mình
Ok, mở được rồi, chưa ảnh hưởng tới đĩa. Mà rất là thích DJ Pat. Bởi vì mình có cảm giác như là DJ Pat á, nghệ sĩ có quyền sáng tạo với cái đĩa mình làm hơn là Jewel Case á. Bởi vì Jewel Case thì cái format rất là đơn giản. Jewel Case là bạn có một cái booklet và có một cái đĩa CD, xong bạn nhét hết cả hai vào trong một cái đĩa, một cái hộp đĩa. Và mình không có một cái sự hào hứng đối với đĩa Jewel Case. Và bây giờ vẫn vậy, mình vẫn không có một cái sự hào hứng đối với đĩa Jewel Case, trừ khi giấy đĩa đẹp và đĩa có hình xinh, cũng như là ôi mình sẽ xé cái sticker rồi mọi người. Mình sẽ giữ cái miếng này lại để sau này nếu như mình có mua bản standard thì mình sẽ dán hai cái sticker này lên. Mình sẽ giữ hai cái này lại, mình sẽ giữ trong cái ngăn của mình. Mọi người đừng lo, tạm thời mình sẽ để ở đây, mình sẽ không vứt vào thùng rác đâu mọi người. Mình sẽ để nó lên Smart Katy Perry Best Low Monster. Nói tiếp về DJ Pat, mình rất là thích DJ Pat bởi vì mình thích cái sự hào hứng khi mình được mở một cái DJ Pat ra. Bởi vì bạn sẽ không biết bên trong DJ Pat có gì, ví dụ như là Titanic Rising của Wasteblood chẳng hạn, nó như một cái đĩa than mà phóng mini vậy các bạn, nó rất là xinh. Đây mình sẽ mở cho bạn cùng coi luôn. Đây, ôi nó xinh lắm, giấy xịn nữa đó. Mình rất là thích những cái dạng như thế này và cũng rất là ấn tượng khi mà nghệ sĩ làm một cái gì đó đối với cái DJ Pat của họ. Và mình đã không thích Jewel Case từ đó về sau, một cái Jewel Case cho đến khi lần đầu tiên mình unbox đĩa của Billie Eilish mọi người. Đây, When We All Fall Asleep Where Do We Go, các bạn thấy nó cũ cũ, bạn thấy nó nát nát không? Thấy cái mấy bạn, mình không chắc là mấy bạn có thể thấy được cái đường này. Thế nhưng mà lúc mà mình mở cái này là thuộc những cái đĩa đầu tiên mình mua. Mình rạch một đường từ trên đây xuống dưới đây và giờ nó lằn ở trên đây luôn. Mình không có cách nào khác để mà có thể cứu được cái miếng giấy này hết đó, bởi vì nó là giấy mà sao mà mình cứu được. Nhưng mà may thay thì sau này mình đã trúng cái giveaway một cái đĩa mới và mình để luôn luôn để trong mắt siêu, bởi vì mình rất là trân trọng những cái đồ mình được tặng đó mọi người. Mình sẽ không bán những cái đồ mình được tặng đâu. Đó là story về DJ Pat. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn Chromatica. Ôi xinh quá, ôi giấy thơm lắm, ôi cái mùi giấy như kiểu là cái mùi lớp 1 đó mấy bạn. Cái mùi tiểu học, cái mùi giấy tiểu học á. Ôi thơm lắm, mà giấy đẹp lắm. Nè, các bạn thấy nó dày cộm không? Ôi booklet đẹp quá. Trời ơi, xinh chưa? Mình rất là thích những cái album mà nó kiểu một cái hình xong nó banh ra hai tờ, nhìn nó hơi rộng rộng, nhìn nó đã. Ôi xinh lắm, giấy rất thơm. Ôi, mọi người ơi, cái hình này cũng tới ngày hôm nay mình vẫn chưa biết cái hình này nó có ý nghĩa gì mọi người, nhưng mà nó đẹp là được. Ok, 911. Mình có mua cái album này trên iTunes, và mình có cái digital booklet của iTunes thường cho. Mình không nghĩ là nó xinh như thế này, mình sẽ không nghĩ là nó in ra đẹp như thế này, mình chưa từng nghĩ tới việc đó, nhưng mà nó đẹp thì dã man. Ok, replay. Ôi cái hình này cái hình mình thích nhất hồi xưa, cái đợt 29 tháng 5 mình thích cái hình này nhất. Gaga hình này rất là đẹp. Ok, và này là cái CD, và mình cũng thích cái CD của cái bản này hơn là cái CD bình thường đó mọi người. Bởi vì nhìn nó Chromatica hơn á. Cái bình thường nó kiểu là một cái giải màu đen, xong nó có cái chữ dưới đây làm sao insert hình ở đây. Nếu như mình tìm thấy, nếu mà không tìm thấy mọi người cũng thông cảm cho mình. Mình thích cái đĩa này hơn, và mình chắc chắn sẽ nghe đĩa này rất nhiều, bởi vì năm ngoái đây là một trong những cái top album của mình, thuộc hạng những album mình nghe nhiều nhất. Evermore đối với mình là một album khá là hay. Mình thích Evermore hơn cả Folklore mọi người. Đã giữ được hai cái sticker nha mọi người, Parental Advisory nha mọi người và Evermore nha mọi người. Đó, mình thường sẽ giữ sticker lại bởi vì mình rất là thích cái sticker, nếu như cho các bạn chưa biết.
Mình chưa bao giờ nghe It's Time to Go và Right When You Left Me. Mặc dù nó nằm trên điện thoại mình nhưng mà mình không bao giờ nghe. Bởi vì mình luôn muốn dành những cái sự đặc biệt cho lần đầu tiên mình được cầm một cái đĩa của Taylor trên tay á. Từ ngày Taylor về Republic, mình thấy cái đĩa của Taylor được design đẹp hơn rất nhiều. Và mình định khen giấy của Evermore đẹp hơn Folklore. Nhưng mà nó cũng xấu y chang rồi mọi người. Nó mỏng nó le như một cái miếng chỉ vậy á. Nhưng mà với lại là cái này mình cũng thấy nó ít hình hơn nữa. Ừ. Nó là một người em đúng nghĩa của Folklore luôn mọi người, bởi vì mình rất là thích. Bởi vì như kiểu là cái âm thanh cũng giống, từ style cũng giống, concept cũng giống, aesthetic cũng giống, font cũng giống, mọi thứ y chang. Và nhưng mà mình rất là thích điều này. Mình rất là thích khi album có một cái sự liên tiếp với nhau. Cái đĩa CD thì nhìn nó vẫn rất là xấu, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn Folklore. Mình ghét nhất là cái CD nào mà mình sẽ giải thích cho các bạn. Này là cái bìa album và này là cái CD. Cái CD là cái đĩa, cái bìa album nó chính là cái CD, và tất cả các cover của Folklore đều có một cái sự đi theo gì đó. Cái CD nhìn như thế nào là cái bìa nó y chang như vậy, cái bìa nó như thế nào, cái CD nó y chang như vậy. Nhưng mà ok, đó là màn mở màn Folklore lộn Evermore của mình. Evermore xinh nhưng mà bút lết thì nó cũng giống Folklore, ít hình hơn, hình hơi chán hơn một chút xíu, nhưng mà vẫn rất là xinh. The Fearless Taylor version, mình ghét cái này rất là. Hello, bớt chữ lại, nhìn nó như kiểu đoạn văn mình viết khi đi thi học kỳ vậy đó mấy bạn. Đã lấy ra được. Mình chưa coi cái bản bình thường bao giờ. Mình chưa coi cái booklet của bản bình thường. Mình chỉ coi cái poster nằm trong cái đĩa Target. Bởi vì mình thấy cái poster thì mình quyết định là nên lấy cái này hay là cái bản poster, và mình thích cái này hơn. Trước tiên hết thì mình nghĩ rằng đây là booklet đẹp thứ nhì, thứ ba gì đó của Taylor. Bởi vì có rất là nhiều cái hình mà mình chưa bao giờ thấy. Mặc dù mình là fan Taylor, giấy thì thơm hơn giấy Evermore với Folklore các bạn ơi. Còn thơm hơn nhiều. Hình rất là xinh. Và rất là nhiều hình đẹp. Mình xin phép mình coi cái này nha mọi người. Mấy bạn có thể lên mạng search những cái link để coi cái booklet, mọi người sẽ cho coi rõ hơn, nhưng mà cho mình coi nha mọi người. Forever and always. Hình xinh lắm. Mình thích cái bản booklet này hơn là bởi vì mình có thể coi được những cái hình này, mình có thể đọc được lời. Thế cái bản mà kiểu Target á, bạn mò thôi, mấy bạn bung một cái ra thế là nó phủ hết ra cho các bạn. Mình không judge những người nào mà mua cái đĩa có bản Target, nhưng mà mình không thích, nó phải là cái preference của mình, nhưng mà mình chắc chắn vẫn sẽ mua. Nó vậy đó các bạn. Cái đĩa thứ hai là có mọi người ơi, nó không chia track ra. Giờ mày không biết đĩa 2 có gì mà đĩa 1 có gì. Nhưng mà đĩa 2 nhìn rất là xinh. Còn đĩa 1 thì không thích lắm. Bởi vì vẫn là cái mặt của cô ấy nhìn trên một cái đĩa. Mình như kiểu một con fan tiêu thực thủ mọi người. Mình rất thích chặt chửi. Bạn thích những cái video dạng như thế này thì hãy subscribe bên dưới, bởi vì chắc chắn sau này khi có những cái hoa khác thì mình sẽ inbox như thế này cho mọi người cùng coi. Mình biết rằng mặt mình không đẹp và mình rất là nhiều mụn, tóc mình cũng không đàng hoàng bởi vì mình không được ra khỏi nhà 3 tuần nay rồi các bạn. Mình đã trong nhà riết luôn, mình không đi đâu hết, ngoại trừ có lần đi Muji và là đi Uniqlo á. Cái lần đó là mình đây là cái đợt dịch là mình à không đúng 3 tuần nay mình không ra khỏi nhà đó các bạn. Chỉ có cái lần đó là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 tầm khoảng đó, mình nhớ cái lần đó. Và lần đó là còn chưa có bị cấm dịch, lần đó là các bạn vẫn có thể ra đường và các bạn vẫn có thể đi chơi. Từ ngày đó trở về sau là mình đu trong nhà, ôm laptop, ngồi gõ máy tính, làm playlist, edit tất cả mọi thứ, rồi
unboxing để cho các bạn cùng coi đây. Và mình đã hơi bị trầm cảm rồi, mấy bạn mình hơi buồn vì không được ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà mình mong là các bạn đó enjoy cái video này, hãy nhấn cho mình một like ở bên dưới và mình sẽ cùng trở lại các bạn vào video vào mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần, có nghĩa là 2 ngày nữa sẽ có video mới. Hẹn gặp lại các bạn và chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hi mọi người. Cut the cameras. Dead ass.